Thưa quý vị, nhu cầu về gỗ đang ngày càng tăng, tuy nhiên thì nguồn cung lại đang ngày càng thu hẹp. Việc trồng rừng gỗ lớn để cho sản phẩm gỗ chất lượng thay thế gỗ rừng tự nhiên, phục vụ cho nhu cầu của ngành công nghiệp chế biến gỗ trong nước và xuất khẩu là hướng đi phù hợp. Mô hình này cũng được xác định là hướng đi mới, góp phần giải quyết sinh kế, nâng cao đời sống của người dân, đồng thời giảm rửa trôi đất qua mỗi chu kỳ khai thác, góp phần bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu. Đây là rừng trồng hỗn giao các giống cây bản địa của gia đình anh Phùng Đình Tị ở Đoan Hùng, Phú Thọ. Theo anh, trồng các loại cây này cho giá trị kinh tế rất cao. Chỉ riêng gỗ cây xoan đào này, mỗi mét khối gỗ sẻ loại A đã có giá dao động từ 25 triệu đến 29 triệu đồng, tức là cao gấp từ 7 đến 8 lần so với keo và bạch đàn, vốn là hai loại cây lâm nghiệp đang trồng phổ biến hiện nay. Tức là nếu mà thổ nhưỡng thứ cây này rồng ở đây tại đất này thì mình thấy phát triển rất tốt, cây nào phát triển cũng đẹp. Cái thứ nhất là phát triển lớn, cái thứ hai là không sâu, bệnh, cái này rất tốt. Tiêu Sơn Đoan Hùng này là mình thấy cây re, cây rẻ này, cây xoan đào lên rất tốt. Theo các nhà khoa học, với cây bản địa sau khi hết chu kỳ sản xuất khoảng 10 năm, mỗi hecta người trồng có thể thu được 250 mét khối, tương đương khoảng 370 triệu đồng. Đây là giá trị cao gấp 1,5 lần nếu so với trồng rừng keo hay bạch đàn. Không chỉ mang lại giá trị kinh tế, trồng rừng gỗ lớn từ cây bản địa còn mang lại giá trị môi trường rất lớn. Không chỉ giá trị về mặt kinh tế và về môi trường ấy, thì chúng ta biết rằng là cái cây rừng của chúng ta đều là những cái bể chứa carbon. Nếu như mà chúng ta để cái rừng gỗ lớn thì nó lưu giữ, tức là cái khả năng lưu giữ cái cây đó thời gian dài hơn, thì cái khả năng hấp thụ các cái khí nhà kính ấy, đặc biệt là khí CO2, nó sẽ được nhiều hơn và nó lâu dài hơn, cho nên nó sẽ hiệu quả hơn kể cả về mặt môi trường. Phát triển rừng gỗ lớn mang lại lợi ích kép, giúp nâng cao giá trị kinh tế cho người dân, bảo vệ môi trường sinh thái, chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Đặc biệt khi mùa mưa đến sẽ làm giảm xói mòn, rửa trôi đất, phòng chống lũ lụt, hạn hán. Đây cũng là hướng đi phù hợp trong bối cảnh rừng tự nhiên bị thu hẹp và thiên tai ngày càng cực đoan. Thưa quý vị, hiện nay nước ta có khoảng 4,6 triệu hecta rừng trồng, trong đó thì chỉ khoảng 615.000 hecta, tức là khoảng 13,5% diện tích là rừng kinh doanh gỗ lớn. Trong số này thì diện tích trồng cây bản địa lại rất hạn chế, diện tích này chỉ chiếm khoảng từ 3 cho đến 4%. Vâng, thưa quý vị, và phát triển mô hình trồng rừng gỗ lớn là chủ trương đã và đang được ngành lâm nghiệp đẩy mạnh trong những năm qua. Tuy nhiên, thực tế triển khai thì người dân ở một số địa phương còn e dè khi tham gia. Và đâu là nguyên nhân của vấn đề này? Xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng phóng viên Nông nghiệp 24 giờ tìm hiểu ngay sau đây. Thưa quý vị, hiện nay thì diện tích trồng cây bản địa thì vẫn chưa tương xứng với lại tiềm năng. Vậy thì theo ông đâu là lý do? Diện tích trồng rừng gỗ lớn hiện nay đang rất hạn chế, nó bởi một số các cái nguyên nhân chính như thế này. Thứ nhất là chúng ta thấy rằng là cây bản địa đều là những cây dài ngày. Có nghĩa là lâu, thời gian chu kỳ dài như vậy thì nó lâu cho thu nhập. Trong khi thì đời sống của các chủ rừng là các bà con ở vùng khó khăn thì có điều kiện khó khăn, kinh tế khó khăn thì rất khó có thể đợi 10-15 năm sau trở đi mới được thu hoạch. Vậy thì trong thời gian 10-15 năm đó họ lấy gì để sinh sống? Ngoài ra đấy, thì chúng ta biết rằng là hiện nay như ở nước ta nhé, thì có khoảng 1,1 triệu hộ gia đình được giao quản lý diện tích đất rừng và rừng. Thế thì 1,1 triệu hộ đó được giao khoảng gần 1,8 triệu hecta. Tức là tính bình quân ra thì mỗi một hộ chỉ có khoảng 1,6 hecta thôi. Vậy với chủ rừng mà chỉ có 1,6 hecta mà để bảo người ta yêu cầu dành ra để trồng rừng gỗ lớn thì cực kỳ khó, bởi vì tích quá manh mún mà nhỏ. Thế thì đấy cũng là cái đối tượng, cái mặt hạn chế của cái việc mà tại sao không phát triển được trồng rừng gỗ lớn. Ngoài ra đấy thì cái chính sách cũng là một cái chính sách hỗ trợ đấy, cơ chế chính sách để hỗ trợ cho trồng rừng gỗ lớn cũng là một trong những cái rào cản lớn hiện nay. Một cái hạn chế nữa đối với trồng rừng gỗ lớn đó là vì nó là chu kỳ dài cho nên nó gặp rất là nhiều cái rủi ro. Dạ vâng, thưa vị, chúng ta có thể thấy là việc trồng và phát triển cây bản địa thì cũng có tồn tại những cái hạn chế và thách thức rất là lớn. Vậy thì để làm sao mà phát triển bền vững và phát triển mở rộng hơn cái diện tích trồng cây bản địa này thì theo ông đâu là giải pháp? Có lẽ là cái giải pháp để thúc đẩy phát triển trồng rừng gỗ lớn ở nước ta thì cần phải rất là tổng hợp và nó dính trên nhiều khía cạnh. Cái yếu tố đầu tiên là chúng ta đã xác định được cái khu trồng rừng gỗ lớn hợp lý.
Đấy, thứ hai là cái cơ chế hỗ trợ cho trồng rừng gỗ lớn. Thế thì chúng ta đều biết rằng là trồng rừng gỗ lớn vì lâu cho thu hoạch như vậy, cho nên lâu có thu nhập cho bà con. Vì vậy mà nhà nước cần có một cái cơ chế hỗ trợ đắc lực hơn, tức là hiệu quả hơn, với cái nguồn kinh phí có thể cao hơn để đủ hấp dẫn cho bà con. Ngoài ra một cái giải pháp nữa mà tôi nghĩ là để thúc đẩy cho cái trồng rừng gỗ lớn này nó được phát triển hơn ấy, thì các cái khâu về kỹ thuật cũng cần được tuyên truyền cho bà con nó một cách là sâu rộng hơn. Xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ đã dành thời gian tham dự chương trình của kênh VTC16. Thị trường tiếp tục có nhiều thông tin hỗ trợ tích cực sẽ giúp xuất khẩu gạo Việt Nam kéo dài đà tăng trưởng. Mặc dù nguồn cung hạn chế nhưng nhu cầu nhập khẩu của nhiều quốc gia tiếp tục tăng mạnh đã khiến cho thị trường xuất khẩu gạo năm nay sôi động ngay từ đầu năm. Chỉ trong quý đầu năm, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt hơn 1,85 triệu tấn, thu về hơn 981 triệu đô la Mỹ, tăng 23,4% về lượng và tăng 34,3% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo xuất khẩu bình quân 3 tháng đầu năm ước đạt 531 đô la Mỹ một tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2022, mức cao nhất trong vòng 10 năm qua. Philippines vẫn là khách hàng lớn nhất của gạo Việt Nam xuất khẩu. Quý 1 năm 2023, xuất khẩu gạo sang Philippines đạt 450,4 triệu đô la Mỹ, tăng gần 45% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 45,8% tổng giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam. Thưa quý vị, mới đây xoài Đồng Tháp đã được ngành công thương địa phương đưa vào các hệ thống phân phối hiện đại tại các hệ thống siêu thị và đã có tín hiệu rất tích cực. Khách hàng đến các siêu thị mua xoài của Đồng Tháp rất đông. Riêng tại Đồng Tháp thì Sở Công Thương chuẩn bị 25 tấn xoài cho tuần hàng xoài Đồng Tháp. Tuy nhiên thì số lượng này chắc là không đáp ứng đủ. Điều này cũng đã cho thấy tín hiệu vui, một hướng đi mới để có thể nâng cao vị thế xoài Đồng Tháp. Toàn tỉnh Đồng Tháp có hơn 14.000 ha chuyên canh trồng xoài, chiếm 33,7% tổng diện tích cây ăn trái của các tỉnh. Các giống xoài chủ lực bao gồm cát chu, cát hòa lộc, tượng da xanh, đa số là các vườn từng bước sử dụng phân hữu cơ và hầu hết đều bao trái để giảm việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài các sản phẩm tươi thì hiện nay nhiều doanh nghiệp, cơ sở trong tỉnh đẩy mạnh khâu chế biến xoài, nhiều nhất là xoài sấy dẻo, kế đến là rượu xoài, kem xoài, bánh phồng xoài để phục vụ cho nhu cầu tiêu thụ của nhân dân trong cũng như ngoài tỉnh, đồng thời đáp ứng nhu cầu xuất khẩu mặt hàng này ở các thị trường tiềm năng trên toàn thế giới. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang, địa phương này đã mở rộng vùng trồng thanh long xuất khẩu lên gần 9.000 ha, chủ yếu giống thanh long ruột đỏ, cho sản lượng thu hoạch mỗi năm trên 200.000 tấn trái, cung ứng cho thị trường xuất khẩu, mang lại cho nông dân một nguồn lợi kinh tế lớn. Từ đầu năm đến nay, giá thanh long luôn giữ ở mức cao, người trồng thanh long thu lãi khá, an tâm đẩy mạnh sản xuất, thâm canh để đạt năng suất, sản lượng cao. Theo ghi nhận, thời điểm sau Tết Nguyên đán đến nay, giá thanh long ruột đỏ duy trì ở mức từ 30.000 đến 35.000 đồng 1 kg tùy thời điểm, có lúc vọt lên trên 35.000 đồng 1 kg, cao gấp 3 lần năm trước. Nông dân vùng chuyên canh thu lãi từ 300 đến 350 triệu đồng 1 hectare. Thanh long cũng là cây trồng đặc sản cho lợi nhuận cao, chỉ đứng sau cây sầu riêng chuyên canh. Theo thống kê, hiện toàn tỉnh có 11 hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ thanh long, 80 kho lạnh bảo quản nông sản với công suất 16.000 tấn. Và trên 2.300 ha sản xuất theo tiêu chuẩn GAP. Đến nay, mã số vùng trồng cấp xuất sang thị trường Trung Quốc là 33 mã số với 5.493 ha. Hai mã số vùng trồng xuất sang thị trường Nhật Bản, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Australia là 92 với 1.271 ha.